xong rồi hôm nay chị của tụi nó cứ bày tỏ ăn rồi đó, đó là bình chè hôm nay chị sẽ cố đi chơi nhiều con này nếu xong rồi chị muốn chuyện là tao nên để nó chỉ tao lo cho video tôi biết sai là có lời lần đầu thì họ chỉ nhớ chuyện nhé xin nó một điều rồi lo nhớ chuyện nhé lo khi hắn của cái tí nhé lo thấy video ổn định đâu đó bé xé ở thời cho cũng như trực trở thì họ phát sinh ra thế này chả có thêm tiền à người ta tỏ lo hắn là một đôi tổng trẻ ở chồng này cho nó lết tờ ra sao này ta tỏ ra giờ cho hết châu thì nhớ nó sáng sinh khổ nó chì hỗ trợ chì chìa thì nó no đó lê tiền bác xé giờ tôi là bé châu sinh khổ thì ba mà cho tôi tố nè thì tôi nhớ chế nước kia cả tỉnh nã đối tuần yên thế nã giờ tiền lên tiền hơn nhiệt cả thì to to kia nhiệt cả chân núng cả đi chờ lần lấy lên thứ sáu rừng co thì to đâu cũng tuần nhiệt chế đấy tuần lúa nó nhiều rừng co mà đấy tôi xin chỉ lấy là cho video của tôi biết sai là do cho những số lượng số tụ chọc là xin ông một chế giờ lo nhất chỉ lo thay video của tôi biết sai họ bắt sân ra theo chỉ chọc như thế này sao chao ta còn cũ cũ tại sao này chúng ta vẫn đèn tại dễ chán ta cho chua con ta xong nó bây giờ sẵn khoản chứ là rẻ nó chả thông sẵn lòng một sự tích chờ là chống thế này xong nó này xong nó bây giờ muốn chơi lì à có gì đó em có gõ lì văn thí nâng cầu bây giờ nâng cầu cho lấy hơn nữa tại thế nó bây giờ vậy xong nó thì mình chống hẻ không xong nó có thể đính cho rồi gần đây thì lên đây tới cho nó sẽ tới rồi à chế đút ở ta ho, giờ ta đấy không?